vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Bầu cử Mỹ 2024, ai được 10 tỷ phú Mỹ hỗ trợ trong cuộc đua tổng thống? Chưa thềm bầu cử tổng thống Mỹ, những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sẽ ủng hộ bà Kamala Harris hay ông Donald Trump? Theo ghi nhận nguồn tin từ báo Dân trí, các tỷ phú Mỹ thường có cách ủng hộ khá kín đáo đối với ứng viên tổng thống mà họ yêu thích. Hầu hết giới siêu giàu không trực tiếp bày tỏ quan điểm mà chỉ ủng hộ một cách âm thầm. Tuy nhiên vẫn có một số ít tỷ phú lựa chọn ủng hộ theo cách công khai. Elon Musk, khối tài sản 263,3 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới đã công khai ủng hộ ông Trump một cách ồn ào xuyên suốt những tháng vận động tranh cử cuối cùng. Không chỉ vậy, nhà sáng lập SpaceX còn trở thành người đồng hành khi xuất hiện cùng ông Trump trong các sự kiện vận động tranh cử. Tỷ phú Elon Musk cũng là một trong những nhà tài trợ hàng đầu khi đã quyên góp ít nhất 75 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC ủng hộ ông Trump. Jeff Bezos, khối tài sản 215 tỷ đô la Mỹ. Trong một bài đăng trên nền tảng X, tỷ phú Jeff Bezos từng ca ngợi Donald Trump vì đã thể hiện lòng can đảm tuyệt vời dưới làn đạn sau sự kiện ám sát hụt hồi tháng 7. Tuy nhiên, nhà sáng lập Amazon vẫn chưa chính thức bày tỏ sự ủng hộ với bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Trước đây vào năm 2020, Bezos từng công khai ăn mừng khi Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, theo Open Secrets, Amazon đã đóng góp khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của Kamala Harris, biến công ty thành một trong những nhà tài trợ lớn cho bà trong kỳ bầu cử này. Larry Ellison, khối tài sản 207,1 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Orasco và một trong những ông trùm nổi bật của giới tư bản Mỹ, là nhà tài trợ lâu năm cho Đảng Cộng hòa. Dù chưa công khai bày tỏ ủng hộ trực tiếp cho Trump, mối quan hệ giữa Ellison và cựu Tổng thống Mỹ được cho là thân thiết, theo nhận định từ tạp chí Fortune. Mark Zuckerberg, khối tài sản 196,2 tỷ đô la Mỹ. Theo lời kể của ông Donald Trump, tỷ phú Mark Zuckerberg đã rất bất ngờ sau khi ông Trump may mắn thoát khỏi một vụ ám sát hụt vào tháng 7. Sự kiện này gây ấn tượng mạnh đến mức Zuckerberg đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ đối với vị cựu Tổng thống Mỹ. Zuckerberg nói rằng điều đó thật sự rất tuyệt vời và dũng cảm. Ông ấy tôn trọng tôi vì những gì tôi đã làm vào ngày hôm đó, ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business. Trước đó, Zuckerberg từng khẳng định sẽ giữ lập trường trung lập và không ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Warren Buffett, khối tài sản 142,2 tỷ đô la Mỹ. Nhà đầu tư lừng danh nước Mỹ, Warren Buffett cũng là CEO huyền thoại của Berkshire Hathaway, vừa thẳng thắn tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong mùa bầu cử năm nay. Ông Buffett sẽ không ủng hộ bất cứ danh mục đầu tư hay ứng viên chính trị nào trong hiện tại và tương lai, phía công ty Berkshire Hathaway khẳng định trong một tuyên bố. Larry Page, khối tài sản 142,1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi một số CEO từ các tập đoàn công nghệ lớn đã công khai quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris, cựu CEO của Google Larry Page vẫn giữ thái độ trung lập và không thể hiện sự ủng hộ công khai đối với bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Sergey Brin, khối tài sản 136 tỷ đô la Mỹ. Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google và cựu chủ tịch Alphabet, không công khai bày tỏ ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Tuy nhiên, theo Open Secrets, ông Brin từng quyên góp cho một số ứng viên Đảng Dân Chủ trong quá khứ, bao gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama. Steve Ballmer, khối tài sản 121,9 tỷ USD. Ông Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft, đang tập trung vào mảng dữ liệu và vừa ra mắt trang web phi đảng phái USA Facts nhằm cung cấp dữ liệu của chính phủ dưới dạng thông tin dễ tiếp cận cho công chúng. Ngoài dự án này, ông Ballmer từ chối trả lời báo chí về việc sẽ ủng hộ ứng viên nào trong cuộc đua tổng thống năm nay. Tôi sẽ đi bầu chứ? Tất nhiên, vì tôi là một công dân Mỹ, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu một cách kín đáo, Ballmer chia sẻ với Scripps News. Jensen Huang, khối tài sản 118,2 tỷ đô la Mỹ. CEO Nvidia Jensen Huang không công khai ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong mùa bầu cử năm nay. Ngoài ra, ông Huang từng bày tỏ quan điểm về chính sách thuế của cả hai ứng viên là ông Trump và bà Harris với CNBC rằng bất kể mức thuế là bao nhiêu, chúng tôi đều sẽ ủng hộ. Michael Dell, khối tài sản 107,9 tỷ đô la Mỹ. Ông Michael Dell, nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Dell
INC, thường có xu hướng không bày tỏ quan điểm cá nhân về các ứng viên chính trị, mà thay vào đó tập trung vào các vấn đề chính sách ảnh hưởng đến ngành công nghệ và tăng trưởng kinh tế. Chặng đua nước rút, ông Trump và Harris sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng và không ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng. Vào những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử 5 tháng 11, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều sẵn sàng tuyên bố chiến thắng, ghi nhận nguồn tin từ báo Dân Trí. Cả hai chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng. Cả hai đều nghĩ rằng họ có lý do chính đáng để giành chiến thắng. Chiến dịch của ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris tuyên bố các vấn đề như quyền phá thai cùng tỷ lệ ủng hộ bà Harris cao hơn ông Trump vài điểm trong các cuộc thăm dò dư luận của The Session Desk, Ashley The Hills sẽ giúp đưa phó tổng thống vào Nhà Trắng. Trong khi đó, chiến dịch của ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump nói rằng các cuộc thăm dò cho thấy các cử tri không tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, nhấn mạnh đến giá cả tăng gần đây và tình hình chung của nền kinh tế. Phe Cộng Hòa cũng cho biết bà Harris có mối liên hệ với Tổng thống Joe Biden, người có tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp. Họ nói rằng khi một Tổng thống đương nhiệm có tỷ lệ ủng hộ thấp, đảng đối lập sẽ thắng thế. Họ cũng cảm thấy hài lòng về số lượng cử tri đăng ký và bỏ phiếu sớm. Tôi nghĩ cả hai bên đều có lý do chính đáng về cách thức và lý do họ có thể giành chiến thắng. Đó là một phần lý do cuộc đua rất xích sao và không bên nào có lợi thế. Mọi cuộc thăm dò đều vô cùng xích sao. Một chiến lược gia dân chủ thân cận với chiến dịch của bà Harris nhận định. Một cuộc thăm dò do Cornup công bố tuần trước cho thấy khoảng 49% người Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Harris so với 44% ủng hộ ông Trump. Người đồng hành của bà Harris, ứng viên phó tổng thống đảng Dân Chủ, thống đốc Minnesota Tim Walz, cũng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn mức 45% so với ứng viên phó tổng thống đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Ohio DJ Vaz, người có tỷ lệ ủng hộ 39%. Theo Cornup, những con số đó là tín hiệu tích cực cho bà Harris vì những ứng viên có tỷ lệ ủng hộ cao hơn thường giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Có rất nhiều điểm dữ liệu và lý do khiến tôi nghĩ bà Harris sẽ thắng. Bà Harris tiếp tục thu hút đông đảo cử tri đến sân vận động, tạo ra sự phấn khích, đồng thời kiểm soát được câu chuyện của giới truyền thông. Chiến lược gia đảng Dân Chủ Christy Schlesinger cho biết, kể từ khi trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Harris đã tập trung vào các vấn đề quyền phá thai và đảng Dân Chủ cho rằng đó là một chiến thuật thông minh. Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy các cử tri có lập trường mạnh mẽ về vấn đề quyền phá thai. Khi được hỏi liệu vấn đề nào có thể thúc đẩy họ trong việc quyết định bỏ phiếu cho một ứng cử viên, 22% số người được hỏi đề cập đến quyền phá thai, xếp trên các vấn đề khác như nhập cư, bảo vệ nền dân chủ và thậm chí là giá cả sinh hoạt. Kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ 2 năm trước lật ngược phán quyết vụ George chống lại Wade, đảng Dân Chủ đã thành công trong việc tập hợp phụ nữ xung quanh vấn đề quyền phá thai, thu hút số lượng cử tri kỷ lục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Đảng Dân Chủ cho biết động lực đó không có dấu hiệu chậm lại trong cuộc đua bầu cử năm nay. Bà Harris có một thông điệp mạnh mẽ về nền kinh tế, phá thai và nền dân chủ, trong khi ông Trump đang loay hoay từ bất bình này đến bất bình khác, đóng vai trò người thu gom rác và đe dọa bắn người. Chiến lược gia đảng Dân Chủ Eddie Weiss nói, tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh thông điệp của họ về các vấn đề cấp bách hàng đầu, bao gồm kinh tế và nhập cư, đã gây được tiếng vang với cử tri, một điểm mà ngay cả những thành viên đảng Cộng Hòa không ủng hộ Trump cũng phải thừa nhận. Caroline Leavitt, thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, đảng Cộng Hòa cũng đã đạt được số lượng cử tri đăng ký lớn và chúng tôi đang vượt trội hơn nhiều về tỷ lệ phiếu bầu sớm so với 2 hoặc 4 năm trước trên tất cả các bang chiến trường. Các cử tri biết rằng Kamala Harris đã phá hủy đất nước chúng ta, nhưng Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó khi ông chấm dứt lạm phát, bảo vệ biên giới và khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Và đó là lý do ông ấy có vị thế tốt để giành chiến thắng, bà Leavitt nói thêm. Đảng Cộng Hòa cho biết họ đã thành công trong việc gắn kết bà Harris với Tổng thống Biden, người vẫn không được lòng cử tri Mỹ. Điều này được xem là một tín hiệu đáng chú ý đối với các nhà quan sát chính trị. Điểm mấu chốt là để Kamala Harris giành chiến thắng,
bà ấy phải phá vỡ lịch sử. Harry Eaton, nhà phân tích dữ liệu bầu cử cho biết, đồng thời chỉ ra các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ nghĩ rằng đất nước đang đi sai hướng. Đảng Cộng Hòa cũng khẳng định ông Trump đã có những bước tiến đáng kể đối với tỷ lệ ủng hộ từ những người đàn ông gốc Tây Ban Nha và da màu. Vấn đề là liệu họ có thể đi bỏ phiếu ngay bây giờ hay không? Nếu ông ấy đạt được mục tiêu với hai nhóm cử tri này, hãy cẩn thận. Mark Gurman, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây cho biết. Chiến dịch của bà Harris đã nhận được tin tốt vào ngày 3 tháng 11 sau khi cuộc thăm dò của Des Moines Register Mediacom ở Iowa cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm. Cuộc thăm dò dư luận của hơn 800 cử tri được khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cuộc khảo sát vào tháng 9 khi ông Trump dẫn trước 4 điểm. Chiến dịch tranh cử của ông Trump ngay lập tức coi cuộc thăm dò là một ngoại lệ đáng kể, nhưng vẫn mang lại cho phe Dân Chủ một cú hích về động lực. Chiến lược gia đảng Dân Chủ Eddie Vance thừa nhận không ai biết cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ kết thúc như thế nào. Cuộc đua sẽ rất xích sao và khó để về đích, chiến lược gia nhận định. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.